Hello, xin chào mấy bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Lâu quá rồi tôi cũng chưa làm lại Ben 10 nữa. Và ngày hôm nay tôi sẽ quyết định thực hiện một thử thách với cậu nhóc Ben 10 của chúng ta. Ben 10 nhờ đồng hồ Onitich có thể biến thành nhiều dạng Alien khác nhau và có sức mạnh khác nhau. Vậy ngày hôm nay Ben 10 sẽ biến thành con quái vật gì đây? Nào, hãy theo chân tôi vượt qua những cái đoạn thử thách. Chúng ta sẽ có một phần thưởng là nguồn năng lượng của một con Alien nào đó. Và ở chặng đường đầu tiên, tôi sẽ sử dụng chiếc Exciter 150 này để vượt qua thử thách. Các bạn nhìn thấy tôi có giống như thằng trộm chó hay không? Được rồi, chúng ta chính thức bắt đầu nào. Ôi trời đất ơi, chưa gì hết là một cái dốc thẳng đứng khiến tôi vô cùng choáng váng. Thôi các bạn à, tôi rớt nài rồi. Té kiểu này chắc chắn hàng răng cửa của tôi sẽ rụng hết cho mà xem. Không sao, vẫn còn chiếc xe. Tôi vẫn còn giữ được cái mạng của tôi. Được rồi, chúng ta tiếp tục cái hành trình vượt qua cái thử thách ở chặng đường đầu tiên nào. Tại thử thách ở chặng đường số 1 này, tôi sẽ vượt qua những cái ram dốc xuống, ram dốc lên, ram dốc nghiêng. Các bạn có thể thấy đó, địa hình này mặc dù không mấy khó khăn, nhưng mà hiện tại tôi chỉ là một cậu bé và chạy trên chiếc Exciter 150. Các bạn xem tới đây cũng đừng có bắt chước nha. Nếu mà các bạn chưa đủ tuổi chạy xe ở ngoài, coi chừng công an bắt lên đồn bây giờ. Đặc biệt hơn, các bạn mà chạy xe Exciter 150, mấy con chó nó tưởng đâu các bạn trộm chó. Coi chừng mấy con chó nó dí các bạn, nó cắn các bạn sứt môi luôn đó. Được rồi, tiếp theo là một cái ram dốc nó nghiêng 75 độ ở phía trước kìa các bạn. Cố gắng lên nào. Tôi phải tập trung vượt qua chặng đường đua thử thách số 1 này. Tôi sẽ được phần thưởng là một nguồn năng lượng xanh rất đặc biệt. Tôi có thể biến hóa thành một alien nào đó. Trời ơi, dường như tôi đang gặp khó khăn tại cái ram dốc nghiêng này các bạn à. Cố lên nào. Exciter trộm chó đâu, thể hiện đẳng cấp tốc độ đi. Và cuối cùng, Exciter 150 cũng không làm tôi thất vọng. Nó đã giúp tôi vượt qua được chặng đường đua thử thách đầu tiên. Và bây giờ tôi sẽ tiến lại gần, lấy nguồn năng lượng, tận hưởng thành quả của mình. Kìa các bạn thấy nguồn năng lượng màu xanh không? Nó có hình vuông đó, thật là đẹp quá đi. Được rồi, chúng ta sẵn sàng biến hình thành một con alien khác nào. Á đù, nhức nách. Bây giờ tôi là một con alien có tên là Rad. Nó là một con hổ mà nó bị điên các bạn à, nó không có bình thường. Sao càng ngày càng nhiều nhân vật có nhiều tính cách kỳ lạ khiến cho tôi nhức đầu thế này. Mấy ngày hôm trước, có ngày thì tôi là lẹo cái, hết lẹo cái chuyển sang con gái, rồi tới đàn ông mạnh mẽ. Bây giờ bắt tôi là một con hổ điên. Mèo, mèo, mèo. Tôi là một con hổ điên. Tôi thích kêu gì thì tôi kêu. Tôi kêu giống mèo để người ta biết rằng tôi bị điên. Chứ tôi gầm gừ, người ta tưởng tôi bình thường sao. Được rồi các bạn, ở thử thách giai đoạn này tôi sẽ vượt qua những đoạn dốc thùng container. Sau đó là một cái cầu gỗ rất là khó khăn và hẹp. Thì trong khoảng thời gian tôi thực hiện thử thách đường đua này, chúng ta sẽ có rất là nhiều thời gian. Chúng ta lại tiếp tục cái chương trình bình luận của fan được lên TV nhá. Ở bình luận đầu tiên ngày hôm nay đó là: anh ơi, anh có người yêu chưa? Anh cho chúng em thấy mặt người yêu của anh đi. Ôi trời đất ơi, các bạn hỏi vậy để làm gì? Định cua người yêu của tôi á hả? Không có dễ dàng như vậy đâu. Nhưng mà tôi có một bí mật nhỏ nhỏ nói với các bạn nè. Người yêu của tôi á là con gái, nhưng mà tâm hồn là đàn ông. Có nghĩa là nó bị lẹo đực đó các bạn à. Còn tôi thì lẹo cái, thân xác con trai nhưng mà tâm hồn con gái. Đó, các bạn thấy chúng tôi giống như trời sinh một cặp không? Giống như là bông hoa lại cắm bãi hột sòn kim cương vậy các bạn à. Chứ không phải là bông hoa lại cắm bãi cứt bò cứt trâu đâu nha. Đừng nghĩ tầm bậy nha các bạn. Còn chuyện mà sâu mặt tôi và người yêu của tôi, đến một lúc nào đó tôi sẽ cho các bạn thấy mà thôi. Được rồi, quay trở lại với đường đua của chúng ta. Hiện tại bây giờ tôi đang cố gắng vượt qua những cái đoạn cầu bê tông rất là nhỏ hẹp. Vượt qua cái đoạn cầu này nữa thôi, tôi sẽ tới đích và tận hưởng thành quả tuyệt vời của tôi. Không biết hình dạng tiếp theo tôi biến hóa sẽ ra sao nữa. Bây giờ tôi sẽ tập trung cố gắng vượt qua cái đoạn đường cuối cùng này. Nhanh lên nào. Wow, Yahoo. Cuối cùng tôi cũng đã kết thúc rồi các bạn à. Phần thưởng của tôi là cái cục năng lượng màu xanh kia các bạn à. Nhưng mà phía trước đó dường như là một chiếc xe gì đó rất là đặc biệt. Wow, bây giờ tôi là quái vật ngoài hành tinh gì đây nè. thì ra đây chính là Wild Wild, một quái vật động vật hoang dã ngoài hành tinh. Thật là tuyệt vời quá đi. Trời đất ơi, không biết các bạn có thấy những gì tôi đang thấy hay không? Các bạn nhìn chiếc xe của tôi kìa, nhìn nó mà chảy hết nước miếng rồi nè. Nhưng mà dường như động cơ của nó rất là khỏe, nó có thể giúp tôi vượt qua chặng đường thử thách thứ 3 này. Nào, chúng ta cùng quay trở lại phần bình luận của fan được lên TV nhá. Ôi thôi, chết bà rồi, tôi chết mất tiêu rồi. Thôi không sao, tôi cũng hồi sinh lại. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Ở bình luận của fan thứ hai được lên TV, đó chính là rất nhiều bạn đã yêu cầu mình hãy làm về những nhân vật phim hoạt hình nổi tiếng trong thế giới manga, anime. Ví dụ như là Sasuke này, Luffy này, Nobita, vân vân. Và các bạn cũng không quên kèm theo lời hăm dọa vô cùng đáng yêu: nếu mà anh không làm, em sẽ cướp mất người yêu của anh. Nếu mà anh không làm, em sẽ cạo sạch đầu của anh đó. Em sẽ cho anh ngủ với lại một thằng lẹo cái, vừa xấu xa, hôi nách mà còn mồm thối nữa chứ. Ôi trời đất ơi, tôi sang chấn tâm lý luôn đó các bạn à. Thì mong tất cả các bạn thông cảm, tôi không thể nào thực hiện hết các ý tưởng của tất cả các bạn được. Tôi phải chọn lọc ra những ý tưởng hay nhất, sau đó tôi phải cần có thời gian để đầu tư làm clip thì mới có thể đem lại cho các bạn giây phút giải trí cuối ngày. Nên mong tất cả các bạn thông cảm nếu tôi chưa thực hiện được ý tưởng của các bạn. Và để thực hiện lời xin lỗi đó, mỗi cuối tuần tôi sẽ có một mini game và phần thưởng nho nhỏ dành cho những bạn đã đóng góp ý tưởng thật hay. Được rồi, quay trở lại với đường đua thử thách của chúng ta. Hiện tại tôi đang chạy qua một cái toa tàu lửa hư hỏng này. Dường như nó rất là khó khăn đối với tôi. Đã vậy ở giữa những cái toa tàu lửa đó các bạn, nó có những cái lỗ hỏng. Nếu tôi mà không may rơi xuống thì các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Xác của tôi sẽ thành cái bánh bèo. Nói luyện thiên nãy giờ, cuối cùng tôi cũng sắp tới đích vượt qua đoạn thứ 3 rồi. Chỉ cần vượt qua cái dốc ở phía trước nữa là thôi. Tiến lên nào. Yeah, cuối cùng tôi cũng đã sắp được tới đích rồi. Thành công rồi các bạn à. Tôi sẽ ăn cục năng lượng để có thể biến hóa thành hình dạng Alan tiếp theo. Ủa, con gì mà lạ dữ vậy? Trời đất ơi, hả? Thì ra đấy chính là Ultimate Spider Monkey. Wow, nhìn ngầu quá đi. Hết sảy con bà làm rẫy luôn đó. Nhưng mà khoan thưa các bạn nhìn thấy chiếc xe ở giai đoạn 4 này tôi đang cởi có đặc biệt hay không? Trời đất ơi, nó không có bánh mà nó chạy bằng phản lực. Wow, ngầu quá đi à. Và cái đoạn đường thử thách ở chặng đường số 4 này của tôi, đó chính là vượt qua những cái đoạn cầu gỗ vừa nhỏ vừa hẹp. Đã vậy nó còn bị nghiêng nữa chứ, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà tôi phải hết sức cẩn thận. Không, không. Tôi cũng đã được hồi sinh lại rồi mọi người ạ. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nào. Phải hết sức nhẹ nhàng, từ tốn và cẩn thận. Được rồi, tôi cũng tranh thủ cho một bình luận fan cuối cùng lên TV ngày hôm nay luôn nhé. Anh ơi, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh đã thực hiện theo bình luận của em. Vâng, mình rất là vui và hạnh phúc vì đã phục vụ được các bạn như thế này. Và chính mình cũng là người cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video clip của mình. Và các bạn cũng đừng quên nhắn một đăng ký, một like để giúp cho mình có động lực ra thêm nhiều video theo ý tưởng của các bạn thật là hay nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy tập trung vào cái thử thách nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ tôi cũng đã vượt qua được rất là nhiều thử thách và cũng sắp đến được chặng đường cuối cùng. Không biết ở cái hình dạng Alan mà tôi đạt được sau khi kết thúc những thử thách này là gì? Và sức mạnh nó sẽ như thế nào nhỉ? Nào, chúng ta sắp thành công rồi. Đến đích rồi. Ở phía trước kia nữa mà thôi. Yeah, đến đích rồi các bạn à. Cuối cùng thử thách ngày hôm nay tôi đã thực hiện được. Và bây giờ tôi sẽ tận hưởng thành quả của mình. Không biết sẽ biến ra cái con gì đây nữa. Trời đất ơi, trời đất ơi, con gì thế này? Thì ra đây chính là Alien X. Trời đất ơi, con này giống dạng như là đấng toàn năng rồi các bạn à. Nó rất là mạnh. Được rồi, đã quá à. Tôi muốn test sức mạnh của nó. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang một chiều không gian, nơi có rất nhiều quái vật. Tôi sẽ đánh lộ một tí nha, để cho tất cả mọi người thấy được sức mạnh thật sự của cái con quái vật Alien X này là như thế nào. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn có thấy kỳ kỳ không? Trong phim Ben 10 đó, cái con Alien X này tướng nó đô lắm, ngực bự. nhìn rất là khỏe khoắn. Còn trong cái phiên bản GTA 5 này giống như nó bị lẹo cái gì các bạn à. Thông cảm nha. Bởi vì hôm nay Game Hay Thế Giới bánh bèo chơi, nên bây giờ nó biến thành cái hình dạng cũng bánh bèo theo luôn à. Được rồi, chắc có lẽ mình kết thúc video ở đây thôi các bạn à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.